bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Thì hôm nay là mình đi chợ, mình mua toàn là rau thôi, như 30 đô. Và thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Thì mỗi lần đi chợ nó cũng giống giống nhưng mà nó cũng khác. Thì đi bây giờ mình cho các bạn xem nha. Cái này là bó rau muống 4 đô, thì mình rất là thích ăn rau muống xào tỏi. Mỗi lần mua rau muống về mình là lặt á, rửa xong rồi các bạn tỏi lấy ra nhiều vô, rồi các bạn phi tỏi. Cái này là rau muống mình sẽ trụng trước, mình để nước xô mình trụng rồi mình lấy ra liền, để khi mà mình xào nó nhanh hơn. Thì rau muống này mình tỏi mình phi, rồi các bạn bỏ rau muống vào xào, bỏ chút đường với một chút xì dầu, vậy là xong. Đơn giản rồi thôi, khi mà các bạn ăn thì các bạn thể xem xì dầu, nhưng mà chỉ nên làm đơn giản nó rất là ngon. Đó, 4 đô rau muống quá ngon luôn. Và cái này là rau gì đây? Ồ, cái này là rất là nhiều loại rau. Mình có mua những cái cây rau mà người ta đã ươm sẵn có rễ rồi đó. Và những cái cây rau này mình sẽ ăn, và mình sẽ lấy cái này mình ươm để mình thành lập cái vườn rau của mình á. Thì cái này là rau răm. Rau răm nè, ăn với giống như trứng vịt lộn, rồi ăn trộn gỏi á. Thì rau răm thì nó dễ trồng lắm. Thì đây, bó rau răm. Mỗi cái bó này khoảng 50 cent hoặc 1 đô. Mình có rau răm nè, các bạn thấy nó ngon chưa, thơm quá à. Và đây là có rau. Rau này gì? Chắc tía tô. Rồi, phải không ta? Nhiều lúc mình lộn tùm lum đấy nè. Còn đây, rau màu tím nè. Nói chung mình quên tên rồi. Nhiều bữa hồi nãy mình đi mua cây rau để trồng á, mình quên tên. Cái mình hỏi cái chú đó, Chú cái rau gì mà, cái rau mà để ăn phở gọi là rau gì? Cái gọi tiếng Anh là basil. Cái chú đó nói, cái rau đó là rau quế. Như vậy cũng quên, đại khái là vậy. Nhưng mà bị rồi đây là cái cây này là cải. Cải này có rễ đây nè các bạn. Mình chỉ cần găm xuống đất là mình có thể có cải ăn rồi. Thì đó, mình mua cải. Mình bỏ cải này chắc khoảng 2 đô. Chợ San Jose thì sẽ rẻ hơn cái chợ gần nhà của mình. Bắp xú, bắp xú thì rất là rẻ. Mình nghĩ này thì khoảng 1 đô thì bắp xú là ngon chưa. Bắp xú thì các bạn có thể cắt nhỏ ăn với lại cháo. Cháo mà các bạn muốn nấu cháo nhanh á, thì bí quyết á là mình sẽ nấu cơm trước, cho dù gạo lứt hay là gạo thường cũng vậy, nấu cơm trước. Thì gạo lứt thường mình nấu thì cái hai mình bỏ, ví dụ như gạo thường thì mình bỏ một phần gạo một phần nước, còn gạo lứt thì các bạn bỏ một phần gạo hai phần nước, gấp đôi cái phần nước của gạo bình thường. Thì các bạn sẽ nấu cơm. Nấu cơm xong thì các bạn lấy ra xay nhuyễn, xay trong máy xay á, rồi xong đổ vô chế nước thì nấu cháo. Chỉ trong vòng 5 phút là các bạn có cháo ăn. Thì đó là cái cách nấu cháo ngon. Và đây là hẹ. Mình sợ mấy cái rau của mình nó bí quá các bạn. Đây là hẹ nè. Hồi nãy cái chú đó có cây hẹ mà mắc quá à. Mình mua ít thôi. Rồi, thì đó, hẹ thì chắc cỡ 1 đô thôi. Và đây là dưa leo. Dưa leo nè, coi thích chưa? Trồng được một trái dưa leo nó mọng như vậy nè, thích ha. Thì cái này thì khoảng 1 đô rưỡi một bịch dưa leo. Đây, trái đây. Rồi, đây là thì mình có cái này là ngò. Ngò rất là khó trồng, nhưng mình đã cố gắng hết sức rất là nhiều lần mà rất là khó. Đây, ngò thì một bó 33 sen, 3 bó 99 sen dạng vậy. Ô, rau này mình rất là thích rau giáp cá. Các bạn, mình rất là thích ăn rau giáp cá. Mình thích là hả, nhiều rau cái kiểu đây nè. Mình có mua cây rau giáp cá nữa, tại là mình cực kỳ thích rau giáp cá luôn. Mấy cái cây rau này, mấy cái rau mà Việt Nam á, mình lặt xong mình rửa lại nước muối, rồi mình rửa nhiều nước cho nó sạch, thiệt sạch. Sau đó họ cuốn bánh tráng á, cuốn rau không với cà chua với dưa leo ăn cũng rất là ngon. Thì mỗi như cái mỗi cái bó rau thì mình nói thì khoảng một đồng dạng dẻ. Rồi đây là rau dền 2 đồng 30. Rau dền rau gì ta, rau quế. Cái rau ăn phở là rau quế basil nè. Đây nè các bạn thấy không, rau quế basil là tiếng Mỹ nè. 2 đồng 30 sen, rất là nhiều. Mình thích cái thân màu tím này, mình trồng, mình ươm nó thì nó có rễ, nhưng mà mình sẽ trồng cái này đây rất là nhiều, và mình sẽ cố gắng trồng. Rồi cái này, cái bịch này thì cũng rẻ thôi, có 1 đồng rưỡi. Cái này thì rau bình thường thôi, rau này nó bán rất là nhiều, và mình cắt mình bỏ thêm súp hoặc là ăn với mì gói cũng rất là ngon. Nắng Ấm hạn chế ăn mì gói. Bữa Nắng Ấm mới phát hiện một cái mì gói của Hàn Quốc rất là ngon, nhưng mà nhiều lúc thèm ăn, nhưng mà cũng nên không nên ăn mì gói không có tốt.
Và cái này thì đây là măng tay nó cũng nhiêu, chắc khoảng 1 đô. Chả nhớ giá nhưng mà thì đại khái nó vậy. Rồi đây là rau, cái này rau cải nè, cải này rất là tươi các bạn. Cải này chắc cũng khoảng 1,5 đồng. Và mình có mua, mình ước gì mình có coi xoài xanh ở đây mắc lắm. 3 đồng mấy một thao thì một trái này hình như tới 3 đô lận các bạn. Ăn chấm nước mắm, đường. Rồi đây là rau dền với rau muống. Khi mà các bạn mua dền phải làm ngay cho nó sẽ rất là dễ hư. Cái này luộc á, luộc ra cái nước nó màu tím tím á, là luộc và chấm xì dầu ăn thôi, xì dầu mắm tỏi ăn thôi, rất là ngon đó. Đó là tất cả những cái rau mà mình mua ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi những cây rau mà mình mua để trồng nha. Hello các bạn, và đây là những cây rau mà mình mua để trồng ngày hôm nay. Tổng cộng tất cả những cây rau hôm nay mình mua các bạn biết không, tốn tới 35 đô của mình. Hình như cái chỗ này hơi bán mắc, mà cái chú đó nói là không có giảm giá được cho mình, tại cái chú đó nói là người ta gửi để bán, chắc là nói thiệt. Thực ra bán mấy cái này thì nói chung thì nếu mà họ lời được nhiều thì cũng mừng, tại vì mấy cái này thì cũng dễ nắng dầm mưa á. Thì nhưng mà cũng vui lắm, rất là nhiều người mua, chứ không phải có mình ăn ấm đâu. Thì cái cây này là cái cây rau ngò gai mình cực kỳ thích ăn, và mình giống như là mình đã cố gắng trồng nó rất là nhiều lần mà không được. Và cái cây ngò gai này 7 đô một cái cây ngò gai, mắc không các bạn? Nhưng mà không sao, thì mình sẽ trồng. Và cái cây này là cây gọi là rau giáp cá nè. Cái này cũng 8 đô hay sao á, 8 đô rau giáp cá. Đây, chút nữa mình sẽ bỏ nó ra. Và cái cây kế tiếp là cái cây này là cái cây để mình ăn nấu canh chua ăn, cây gì tên quên rồi các bạn, cho mình biết cây gì đi nha. Tôi quên. Là nói chung là ở Mỹ á, nói tiếng Anh á, thì mình sẽ không bao giờ là những người đẻ ở đây. Và tiếng Việt thì nó quên, tại vì các bạn không có dùng một cái gì đó mỗi ngày thì nó sẽ quên cái cây. Ô, bạc hà, thôi mình tự nhớ rồi. Cây bạc hà dễ thương không? Cây này mắc lắm á, 8 đô một cái chậu này, mắc không? Rồi cái cây này, cây rau ăn phở của Will, cây quế này nhiêu? 5 đô, cây này quế này rẻ nè. À, rồi cái cây cuối cùng là cái cây này, cái chú này nói cái cây này là cái rau gì đâu. À, thơm mất cái rau gì quên nè các bạn, cho mình biết cái rau gì đi. Cái rau mà mình ăn canh chua mới đây quên rồi. Mấy thật ra rau ở Việt Nam khó nhớ, nhiều quá, biết ăn là không có biết nhớ tên. Thí dụ nói gì, 12 đô một cây, trời nó mắc dễ sợ luôn. Nhưng mà cái cây này á, chú nó nói về, thí dụ mình phải làm nó cho nó giữ ẩm, nó không có lạnh được, nó rất là cho nó có nhiều ẩm á, thì nó mới tốt được, nó rất là nhạy cảm. Đó, thì đó, những cái cây ngày hôm nay đó, thích chưa? Thì đó là cái tất cả những cái cây mà nó ngắm mua ngày hôm nay. Và nhà của Năng Ấm thì Năng Ấm đã có sẵn cây rau thơm rồi, cho nên không cần phải mua cây rau thơm. Mình bắt đầu đi San Jose vào lúc 12 giờ, xong rồi đến 1 giờ đi ăn này nọ, thì khoảng 4 giờ mình dễ thấy về tới nhà. Tại vì mình đi đến đó 1 tiếng, mình về 1 tiếng, cho nên bây giờ 5 giờ thì mình sẽ đi tắm. Mình bỏ hết tất cả đồ ăn vô tủ lạnh và đi tắm, sau đó thì ăn thôi và nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video ngày hôm nay. Nhớ hãy ủng hộ mình bằng nhấn nút subscribe và like video này, rồi share cho những người nào các bạn thích. Thôi thì đó là video ngày hôm nay, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mà khi nắng ấm xiên và rảnh thì mình sẽ quay những cái video đời thường vậy thôi, có gì quay nấy, đại khái vậy đó. Còn lâu lâu thì có tin gì giật gân thì mình cũng sẽ quay để cho các bạn vào xem cho vui. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.